chào quý khán giả truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 mùng 7 tháng 4 2017, Dow Jones 20.656.10, Week Today trừ 0.03% và Year Today cộng 4.52%. Nasdaq 5.877.81, Week Today trừ 0.57% và Year Today cộng 9.19%. S&P 500 2.355.54, Week Today trừ 0.30% và Year Today cộng 5.21%. Giá vàng là $1,256.10 một ounce căn cứ dữ liệu hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, 2017. Giá dầu thô $52.29 một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, 2017. Và giá xăng là $2.369 một gallon, căn cứ dữ kiện từ công ty AAA thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, 2017. $1 của Hoa Kỳ tương đương 0.9442 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu, căn cứ vào thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, 2017. Tương đương với 0.8082 của đồng Anh Kim, Anh Quốc. Tương đương với 6.90 đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc và tương đương với 57.23 đồng ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ Năm ngày 6 tháng 4, 2017, 30 năm cố định là 4.10% và 15 năm cố định là 3.36%. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 1 tháng 4, 2017 có 234.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 25.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 109 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 25 tháng 3, 2017, Mỹ có 2.028.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 24.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 3, 2017 chỉ cung cấp 98.000 việc làm mới, rất thấp so với sự kỳ vọng là 180.000. Nhưng tỷ số thất nghiệp xuống mức 4.5% là mức thấp nhất trong 10 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đi xuống. Dow Jones giảm trừ 0.03%, Nasdaq giảm trừ 0.57% và S&P 500 giảm trừ 0.30%. Cùng ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán thế giới lại phản ứng bình thường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.36%. Hồng Kông Hang Seng giảm trừ 0.03%. Shanghai Composite tăng cộng 0.17%. Chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.05%. Và chỉ số London FTSE 100 tăng cộng 0.63%. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, so với đồng Anh Kim và với đồng ruble của Nga. Tuần này có những vấn đề quan trọng trong chính trường Hoa Kỳ và trên thế giới. Thứ nhất, Thượng viện Hoa Kỳ bầu phiếu tín nhiệm thẩm phán Neil Gorsuch vào tối cao pháp viện. Thứ nhì, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc họp mặt ở Mar-a-Lago, Florida để thương thảo về giảm thiểu thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc, thảo luận một giải pháp cho tình hình căng thẳng tại Bắc Hàn. Thứ ba, 8:40 tối giờ miền Đông, thứ Năm, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh pháo kích 59 hỏa tiễn Tomahawk vào phi trường quân sự thuộc căn cứ không quân Syrat tại Syria, là nơi phát xuất thả bom hóa học giết hại thường dân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em vô tội, vào hôm thứ Ba tại Syria. Giá dầu thô đã đi lên trên $52 một barrel, hơn gấp đôi giá $26 một barrel hồi tháng 2 năm 2016. Các chuyên gia về thị trường dự đoán rằng kỹ nghệ khai thác dầu đang trên đà phục hồi mạnh mẽ và do đó sẽ lôi kéo những ngành khác có liên hệ với kỹ nghệ dầu đi lên theo. Kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển tốt. Số nhà bán được trong tháng 2 đã tăng 5% so với 3% của năm trước. Lãi suất vay tiền mua nhà đi xuống theo với tiền lời trái phiếu ngân khố loại 10 năm. Thị trường địa ốc hiện rất nóng, thế nên dân chúng đang chạy đua với lãi suất để mua nhà. Thời gian trung bình
nhà đăng bản bán trên thị trường là trong vòng 2 tuần lễ. Kinh tế thế giới. Tổng thống Argentina Mauricio Macri trả lời cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. Argentina đã trở lại với thế giới. Argentina muốn đóng một vai trò trên toàn cầu. Argentina đang ở giữa cuộc thay đổi văn hóa. Argentina là quốc gia kinh tế hàng nhì của Nam Mỹ, đã vừa chính thức chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một năm. Tổng thống Mauricio Macri đã nhậm chức vào tháng 12/2015, đã lật ngược chính sách kinh tế quốc gia, cho mở rộng mậu dịch với thế giới, cắt giảm thuế, cho phép thị trường tiền tệ tự do và thu hút giới đầu tư ngoại quốc. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ.